Ở mà này thì chúng ta chưa lưu ý một con nhất thôi đó chúng ta. Con này nó chắc là không ổn này, là hắn cái là tăng có giáp to nhưng đâu lại hắn phép yếu. Chìa khóa bằng này nó chính là xô. Nếu đội mình bằng yếu thì nó chìa khóa của nó sẽ là xô. Chứ đội mạnh quá rồi không cần. みんなが一緒なら大丈夫だよ。目標出現。戦闘準備を。 ドクターの完璧な指揮が勝利の決め手となったな。